Hôm nay công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị tiếp tục một chiếc loa mang thương hiệu Nanomax, có model là SK12F3. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, loa kéo SK12F3. Rồi đầu tiên mình cho các bạn xem thiết kế bên ngoài, một thiết kế rất là sang động. Phụ kiện của chúng ta bao gồm một cọng dây nguồn, một cặp micro, một bảng hướng dẫn điều chỉnh. Lo này có cái chiều dài là 42 cm, chiều rộng là 40 cm và chiều cao là 72 cm kể cả bánh xe. Và cân nặng chính xác của con lo này là 25 kg. Công suất mát tối đa là 450W. Một lớp sơn chống trầy là lưới màu vàng. Có lo bát 30, trục kèn 350, bảng điều khiển nó sẽ nằm bên này. Vâng, và đây là cái cặp micro của chiếc loa kéo SK12F3 để thao máy này. Chúng ta có hai cái micro, một cây là kênh A, một cây là kênh B, sử dụng tần số UHF để kết nối sóng với cái loa này. Chúng ta có ổ bình và nút set, và lưu ý các bạn là cái nút set này chúng ta không được đụng đến là nó bị lạc tần số, là khiến cái micro mình không kết nối được với cái loa nữa. Thì bây giờ mình thử không có echo trước nha. Đi 5 6 7 7 8 10 lên, rồi tăng echo lên. Đi 5 6 7 7 7 7. Và như đã nói lúc nãy, cái nút này nó có một chức năng rất là hay này. Đi 6 7 10 lên 5 6 7. Nếu mà hát mình sử dụng cho tùy theo loại nhạc trẻ thì để nó ngắn thôi, còn người nào mà hát nhạc vàng, nhạc sến đó, hay nhạc bolero đó là tăng lên một xíu cho nó dài, độ ngắn nó dài ra. Đổ đổ nước mắt, khẽ ôm em ấm lòng. Trong phút giây đời đi chào dần cay đắng đời nhau. Cơn gió nghe sao buồn, thôi qua cuộc tình. Bao giờ ta lòng sẽ buồn. Thì thôi em ơi, hãy quên những chiều. Tay đầy tay cùng nhau dạo chơi khắp phố rộn vui. Có cây thông xa. Vâng, và với chất lượng âm thanh của chiếc loa này và nằm ở cái phân khúc giá tầm trung bình thì mọi người mọi nhà đều có thể sở hữu và sử dụng chiếc loa này. Hãy mau chóng liên hệ với đến công ty Đại Phát Chính Lập để chúng ta có thể sở hữu chiếc loa này.